Hi, mình xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Xem Chị Tây Học Tướng Số Đồng Nai, Trần Quang Vlog. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ đưa đến mọi người cùng phân tích bàn tay của một bạn nam đang sinh sống ở Thái Nguyên. Bạn sinh năm 1985, là Ất Sửu, năm nay là 38 tuổi âm. Thì mình xin giới thiệu lại kênh của mình. Thì kênh của mình là kênh về hướng dẫn cho mọi người về nhân tướng, xem về chỉ tay nhân tướng, là cách xem của mình đó là cách xem khoa học, không có mê tín dị đoan. Ví dụ như mọi người mà ở cái độ tuổi nào, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60 gì đó ha, khi tìm đến mình thì mình sẽ nói lại cái quá khứ mọi người đã trải qua từng năm như thế nào, từ lúc 20 tuổi cho đến cái năm hiện tại của mọi người. Ví dụ như mọi người đang ở một độ tuổi đó là 55 tuổi thì mình sẽ nói lại 35 năm quá khứ, từng năm mọi người đã trải qua như thế nào, từ lúc năm 20 tuổi trở ra cho đến cái năm hiện tại là năm 55 tuổi. Và từ cái năm hiện tại đó về sẽ đến cuối cuộc đời của mọi người, về tất cả các mọi mặt trong cuộc sống, đó là về công việc này, vận may, rồi về công danh, tiền tài, tài sản, nhà cửa, đất đai, vợ chồng con cái, thì đó là những việc mình xem. Thì với những ai đã theo dõi kênh của mình từ từ đầu đến nay, thì qua cái cách xem của mình và các phần mà mình phân tích cho mọi người trên toàn quốc và mọi người đang sinh sống, định cư, làm việc ở nước ngoài, thì mọi người, những ai mà chưa xem nhiều á, thì mọi người cũng có thể thắc mắc. Mình xem như vậy rồi mình nói về tương lai của mọi người, về tài sản, nhà cửa, đất đai, tài sản ở cái tương lai thì sao mà biết chính xác. Thì mình cũng nói khá là nhiều đối với những bạn trẻ mà từ hai mươi mấy hoặc là mới ba mươi mấy, thì cái phần tài sản nó sẽ chưa có thể hiện rõ ra đâu nha. Thường với những gia đình mà giống như là giàu có từ tổ tiên cha mẹ để lại, khi mà người lập gia đình ra là gia đình đã cho thừa hưởng, thì cái đó là một phần may mắn. Còn đối với đa phần phần lớn những người mà phải tự lập rồi tạo dựng lên cái cơ sở vật chất cho cái cuộc đời của mình, thì phần này cái đa số là mọi người đều như vậy là nhiều. Thì thường á, với những khách mình xem mà họ chứng tuổi từ bốn mấy trở ra cho đến khoảng tầm gần 60 á, thì cái phần nhận định tài sản của mình và khách phản hồi mọi thứ nó luôn luôn rất là chính xác. Thì ở trong cái series vừa rồi á, cho series trước mình xem cho gia đình bốn người ở Lào Cai, thì mọi người nếu ai chưa xem thì mọi người có thể xem lại cái series đó, đặc biệt là ở cái phần mình nhận định tài sản của người mẹ 50 tuổi âm. Thì vì chị ấy là 50 tuổi âm, mọi thứ mình nhận định cho chị 30 năm quá khứ về mọi mặt trong cuộc sống và cả phần về nhà cửa, đất đai, tài sản, thì mình đã nhận định chị này ít nhất là trong cuộc đời của chị là chị sẽ trải qua từ 2 đến 3 căn nhà, và đất cũng phải là từ 1 đến 2 phần. Sau hết cái series đó thì chị cũng có hỏi mình một số cái, và chị cũng tâm sự tiếp, và mình và chị cũng có phản hồi về cái tài sản của chị có hiện tại, tức là nhà, về nhà cửa là chị đã có một căn nhà ở Lào Cai, một căn nhà ở Hà Nội, ở đất ấy, là có một vài cái vài vài lô đất nữa rồi đó. Và ngoài ra là khi mà chị hỏi mình á, chị trao đổi, thì trong quá trình này thì mình đã nhìn vào tay của chị, mình báo cho chị là trong thời gian sắp tới nè, hoặc là trong thời gian gần đây là chị sẽ có một căn nhà lớn, và nhà mà là nhà lớn. Thì sau khi mình nói, mình nhận định lại như vậy với chị, báo cho chị biết cái điều đó, thì chị đã phản hồi một điều, đó là chị công nhận á, là chị đang chuẩn bị xây biệt thự. Thì mọi người có thể thấy là cái phần mà mình nhận định về tài sản, nhà cửa, đất đai, tài sản trong cuộc đời của người nó rất là chính xác. Thì xíu nữa mình sẽ review cho mọi người thấy về cái phần đó, về cái phản hồi của chị, về cái tài sản của chị. Rồi mình sẽ đi vào nhanh về cái phần review và sẽ vào cái phần phân tích tay cho bạn nam đang sinh sống ở Thái Nguyên.
Rồi thì đây là cái hội xem chỉ tay khoa học tính số Đồng Nai của mình nha. Là tất cả những thành viên ở trong này là mình đã xem cho họ tất cả rồi, như thành viên trong toàn trên toàn quốc và mọi người đang sống định cư làm việc ở nước ngoài, và rất nhiều người mình đã xem, có thể hàng ngàn người, cả ngàn người mình đã xem, nhưng mà mình cũng không có mời họ tham gia trong đây. Rồi và đây là ngày hôm qua thì có một bạn khách nam sống ở Thái Nguyên, 38 tuổi âm, thì đã liên hệ với mình và bạn đó đã chuyển phí cho mình. Đây, bạn sinh sống ở Thái Nguyên, sinh năm 85. Và đây là phần bạn chuyển phí cho mình, 2 triệu nha. Rồi, còn đây là cái phần mình có đăng lại cái bài này ở trong cái hội của mình. Đó là phần về nhận định tài sản của anh chị khách ở trong gia đình 4 người ở Lào Cai trong cái series đó nha mọi người nhé. Đây thì đây là cái phần mà khi mà mình xem mình mà đây chị cũng có phản hồi về cái tài sản của chị nè. Chị đang ở căn nhà ở Lào Cai, hiện tại nó ở hướng Đông Nam, và ở trên Hà Nội là chị cũng đã có một căn nhà ở trên Hà Nội hướng Tây, nhưng mà căn nhà đó thì chị để cho con cái nó học trên đó chứ chị không có ở. Rồi thì đây, còn đây là cái phần mà mình nói thêm cho chị đó ha, là tức là mình nhìn tay thì mình báo chị đó là chị có đang dự tính xây nhà hoặc là mua thêm nhà thời gian tới không, hoặc là việc này đã có xảy ra ở gần đây. Thì ở đây chị, mọi người có thể thấy là chị đã phản hồi nè, là có, thì mình nói lại là tay chị nó báo như vậy á, thì ở đây chị đã phản hồi lại là công việc của chị đang là giám đốc doanh nghiệp. Và mình có nói đến là nếu mà chị có dự tính xây nhà hoặc mua nhà thì nó sẽ có nhà này sẽ là nhà lớn, và chị đây là chị đã phản hồi ở đây là chị đang chuẩn bị xây biệt thự. Rồi thì tới đây thì mọi người có thể thấy là cái phần nhận định tài sản của mình đối với một người mà chứng tuổi nó thực sự nó rất là chính xác như thế nào trong cuộc đời của họ. Rồi thì tới đây là mình đã phần xong cái phần review nha. Về mọi người có thể thắc mắc là mình khi mình xem mình nói về nhà tài sản nó chính xác cỡ nào nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái phần phân tích tay cho bạn nam ở Thái Nguyên. Rồi thì đây là cái bàn tay trái của bạn nam, năm nay là 38 tuổi âm, đang sinh sống ở Thái Nguyên. Mình sẽ nói đến vài cái dấu hiệu trên bàn tay, bên bàn tay trái nha mọi người nhé, và mình sẽ qua mình phân tích bằng bàn tay phải, vì ngoài 30 tuổi thì mình sẽ phân tích bằng bàn tay phải đối với nam. Ở đây thì mọi người nhìn một số dấu hiệu nhé. Ở đây thì các ngón tay của bạn nam này nè, là nó cũng có cái sự đầy đặn khá là tốt nhé. Và ở đây là nó có một cái khe tay ở cái chỗ ngón trỏ và ở cái chỗ ngón giữa. Để mình xem cái chiều dài ngón tay kia. Nói chung là cái chiều dài ngón tay và cái chiều dài của cái lòng bàn tay này nó cũng có cái sự cân đối cũng khá là tốt nha. Thì nói chung là ở bạn nam này là cũng có cái sự chín chắn trong cái suy nghĩ và cái hành động của mình trong cuộc sống. Ở đây thì mọi người thấy là bàn tay trái này, cái ngón cái này nó lên nhé, cũng nó lên cái chiều cao khá là tốt á, khoảng chiều cao là độ 5 độ 6 á. Và đây thì đầu ngón cái cũng tròn nè. Và cái ngón trỏ của bạn nam này bên tay trái là nó cao lên khoảng mức 4 4 rưỡi, và ngón áp út thì lên khá là cao. Ở đây thì nó ngón giữa và ngón áp út nó hơi có bị tắt một xíu nha, và ngón út này nó cũng có cái sự tắt hơi tắt xíu so với ngón áp út, mà ngón út thì lên khá là cao mọi người nhé, vượt qua cái chuẩn cái đường ngang này của ngón áp út luôn, nó phải nói là nó cái chuẩn 10 nó đạt tới chuẩn là 10 11 á nha. Rồi và cái đường sinh mệnh của bạn nam này thì nó là nó đi tới đây, nó chưa có đi ra tới ngoài giữa nha. Rồi đường cái gò hỏa tinh này lên khá cũng khá là đầy đặn nè, nhưng mà ở đây thì có cái độ lõm chỗ này nha. Rồi và có một cái đường ở cái đây đi ra, và ở đây thì mọi người có thể thấy là bạn nam này có những đường bạn kiếm bên kiệm kiếm tiền rất là giỏi đó ha, và các đường âm đức khá là tốt. Thì đây là những dấu hiệu của bên bàn tay trái ha. Rồi mình sẽ dùng bàn tay phải. Đây nữa thì mọi người có thể thấy là cái ngón áp út của bàn tay bạn này á, là cái lóng hai này nó khá là dài nha, nó dài đặc biệt hơn. Và cái ở dưới chân thì cũng có một xíu cái sự độ đầy đặn thiếu nha. Rồi thì bây giờ đây là bàn tay phải, đây là bàn tay phải của bạn nam này. Thì bây giờ mình sẽ dùng bút mình phân tích.
Rồi thì đây là bàn tay phải, thì bây giờ mình sẽ dùng bút mình phân tích trước về cái tính tình tính cách của bạn năm này nhé. Ở đây mọi người thấy đây, ngón cái của bạn này lên cũng khá là cao y như cái bàn tay ở bên bàn tay trái, thì ở đây là nó lên cái chiều cao là khoảng 5,5 6 nha. Thì nó nói đến á là cái chí vươn lên trong cuộc sống của bạn nam này rất là tốt mọi người nhé. Và đầu ngón cái của bạn nam này mọi người có thể thấy là nó tròn, bên bên tay trái cũng vậy nhé, nó tròn hình chữ nhật, cho nên á tức là đầu ngón cái nó có dạng hình chữ nhật tròn đó mọi người nhé. Đó thì nó sẽ nói đến tính cách của người này á, là cái tâm của họ là cũng lương thiện nha, trong cái cư xử với mọi người trong cuộc sống. Và đây thì cũng khi mà vẽ chi tiết ra thì mọi người thấy thấy ở đây là nó cũng hình thành lên cái thìn bát nhã như vậy nha, thì nó cũng sẽ bổ sung lại về cái điều đó. Và đây thì ngón cái của bạn nam này mọi người có thể thấy là cái lóng này nó dài hơn cái lóng đầu ha, thì nó sẽ nói đến là bạn này là trong cách nói năng, nói chuyện rất là lý lẽ nhé. Và đây ở đây thì ngón cái mọi người có thể thấy đây có những cái đường nó lên cao như vậy. Đây thì đây nó còn gọi cũng gọi là cái đường quanh quanh ước nha. Thì những cái đường này nó lên càng cao thì nó sẽ nói đến là người đó họ sẽ có cái thành công, những thành công nó sẽ đến sớm trong cái cuộc sống nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái ngón trỏ. Ở đây thì mọi người có thể thấy ngón trỏ của bạn này nó lên cũng cái chiều cao ở bên đây thì nó cũng y như là bàn tay trái, nó lên chưa có đạt chuẩn nha. Đối với nam thì tệ thì cũng phải đến đạt cái chuẩn là phải chuẩn 5. Ở đây thì bạn nam này mới chuẩn 3, khoảng chuẩn 3,5 thôi nha. Thì thứ nhất thì ngón trỏ nó là ngón đại diện cho cái khả năng chỉ huy lãnh đạo của một người, cái lập trường của một người nha, và cái nghị lực của một người. Thì ở đây thì ngón trỏ nó lên chưa đạt cái chuẩn, đối với nam thì nó chưa có đạt chuẩn, cho nên là nó sẽ kéo đi cái khả năng chỉ huy lãnh đạo của bạn này lại nha. Bạn này cho nên là bạn này phải để ý cái vấn đề này. Rồi ở đây là từ cái lóng hai này thì nó đi lên là có cái độ cong rồi mọi người nhé. Cho nên là bạn nam này để ý là cái lập trường của bạn nam này là nó không có sự kiên định nhé, tức là khi mà bạn quyết định làm việc cái gì đó mà những người xung quanh họ tác động ra vào nhiều quá thì bạn sẽ bị xoay chuyển mất cái ý kiến ban đầu của chị ai của bạn đó nha. Rồi nhưng ở đây thì mọi người có thể thấy là các ngón tay của bạn nó cũng có cái độ độ thẳng nó khá là tốt nhé, độ đầy đặn á, và cái ngón trỏ này nó có một cái sự to trội nha, cho nên là cuộc sống của bạn này ở ngoài trung niên á, tức là khoảng 33 34 giờ đi á, là nó cũng sẽ có một cái sự ổn định về kinh tế cũng khá là tốt nha. Năm nay thì bạn 38. Rồi bây giờ mình sẽ nói đến về cái ngón áp út. Ngón áp út của bạn này thì cũng y như bên cái bàn tay trái, thì nó có chiều dài khá là tốt nha, chiều cao á. Và thì nó sẽ nói đến là khả năng giao lưu xã hội của bạn này rất là tốt nha, rất là giỏi. Và nữa là bên này, bên bàn tay phải này cũng vậy, cái lóng hai nó có một cái sự được cái độ dài nó đặc biệt hơn lóng một của lóng ba, cho nên á bạn á là rất là phù hợp nếu bạn làm kinh doanh buôn bán thương mại nhé. Và nó cũng có một cái sự đầy đặn khá là tốt của ngón này. Ở đây thì tuy là cái ngón cái lóng cuối của cái ngón áp út này nó không quá mập mạp quá đầy đặn, nhưng mà nó cũng có một cái sự có được cái độ đầy nhé, cho nên là trong hôn nhân ấy, thì bạn cũng có được cái sự thương yêu của một người vợ cũng khá là tốt này nè. Và cũng sẽ có cái sự hỗ trợ phần nào về vật chất nha. Rồi về cái ngón út thì mọi người có thể thấy là ngón út cũng như bàn tay trái, nó chiều cao nó lên khá là tốt, nó vượt qua cái chuẩn 10 nha, tức là cái đường ngang này nè ha. Đó thì cái chiều cao thật của bạn đó nó đã vượt ngang cái đường đó, vượt qua đường đó, tức là nó phải ở chuẩn bên bàn tay phải, nó cũng ở chuẩn khoảng 11 đó ha. Đó, cho nên là bạn nam này anh nói rất là tốt nha, nói rất là giỏi. Khôn khéo, nó là miệng rất là khéo đó. Và đây thì nó cũng nói đến là trong giao lưu xã hội của bạn á, thì bạn ra đời bạn chơi á ha, thì với bạn bè cũng khá là khéo léo đó. Ít ai mà có thể qua mặt được bạn lắm. Muốn cái gì, muốn làm gì thì bạn đúng, bạn chỉ cần sơ sơ qua là bạn sẽ biết được, bạn tránh được những cái điều xấu ha. Rồi
Bây giờ mình sẽ đi qua những cái phần các gò. Ở đây thì mọi người có thể thấy giống như là bên cái màn tay trái thì đây là cái đường sinh mệnh chính ha, và bạn nam có những cái đường âm đức nè, âm đức tổ tiên rất là tốt nha, đi theo che chở cho bạn đó, những cho qua những cái khó khăn trong cuộc sống rất là tốt nè, tức là được cái sự phù hộ che chở của tổ tiên đấy ha. Rồi những cái đường kiếm tiền của bạn này nha, bạn kiếm tiền rất là giỏi đấy. Rồi để mình xem tiếp tục. Đây thì mọi người có thể thấy nè, cái khoảng cách cái đường đường chí đạo này nha, và cái đường tình cảm này nó có một cái khoảng trống khá là rộng nhé, cho nên nó cũng nói đến là bạn cũng sớm có tài sản hoặc là cái về cái vật chất về sau nó cũng khá là tốt này nha. Đây cái gò mộc tinh của bạn nó khá là rộng, cho nên là nó sẽ nói đến là cái công việc của bạn đó nó cũng sẽ có cái sự như tiền tài ấy, nó phát triển nó vào cũng sẽ tốt hơn nhé, thuận lợi đấy. Rồi bây giờ ở đây về cái quay lại cái gò hỏa tinh này thì mọi người có thể thấy cái gò hỏa tinh mình khoanh đây thì gò hỏa tinh bên bàn tay phải này nó cũng có một cái sự đầy đặn nhé, bên bàn tay trái hồi nãy nó cũng vậy, nhưng mà được cái là mọi người có thể thấy là hồi nãy bên bàn tay trái ấy, nó có cái khu vực dưới này nè, nó có phần nó lõm xuống ha. Thì tính cách của bạn này ấy, là cũng khá là nóng nảy đó ha, nhưng mà cũng sẽ có biết kiềm chế nhẫn nhịn sớm nha. Rồi và đây mình lấy một khác thì những cái đường như vậy ha, nên nó nói đến là bạn này khá là trọng chữ tín ha, và một cái sự ảnh hưởng khá là tốt với những người xung quanh của bạn đó. Tức là ví dụ như bạn có nên làm một cái công việc gì đó, bạn ở một cái vị trí cao thì cũng luôn quan tâm hoặc là đến những cái người cấp dưới của mình, tức là sẽ không có chê người ta dưới mình hay là nghèo khó hay gì đó ha, mà luôn một cái sự đối xử công bằng, đó là một cái điều khá là tốt, tạo cho mọi người xung quanh mình một cái sự tin tưởng ở mình ha. Rồi ở đây thì mọi người có thể thấy nè, bạn có một cái tam giác thuận khá là tốt ha, nhưng mà hình như mình thấy là cũng có chút ít thì sao nè. Rồi thì xíu nữa về cái phần đó mình sẽ qua cái phần nó rõ hơn, cái đường chỉ nhỏ thì mình sẽ phân tích kỹ hơn, nhưng ở đây thì bạn này cũng cẩn thận nè, có một cái đường này nè, lấy màu khác rõ hơn, đây những cái đường nó đâm ra như vậy nè, đây là những cái đường tiểu nhân đây nè. Đó thì nó sẽ nói đến là sẽ có tiểu nhân trong cuộc sống á, trong thì mình nên phải giảm cái tính cách cái mạnh mẽ cái nóng nảy của mình gì đó ha, trong lời ăn tiếng nói á, dễ mất lòng những người xung quanh, thì khi mà đối với người mà người ta không có hiểu cái tính của mình á, thì khi mà mình nói cái gì mà mất lòng họ á, thì có một đến lúc nào đó á, họ sẽ quay lại, họ tìm cách họ phá mình trong công việc trong cuộc sống, làm cho mình không đạt được cái mục đích của mình nó ha, hoặc là gây ra ảnh hưởng điều tiếng thị phi cho mình, cho nên là bạn này phải cẩn thận với điều đó nha. Rồi thì về tính cách thì mình nói đến đây đi, mình sẽ qua cái phần phân tích vào cái công việc của bạn bạn nam này trong cả cuộc đời của họ của bạn, và những cái điều gì mà cần bổ sung thêm về tính cách thì mình sẽ bổ sung nha. Ở đây thì có cái là mọi người có thể thấy á, là cái đường công việc của bạn nam này nó xuất phát từ hai nơi ha. Đây là một nơi nó xuất phát từ bên bờ thái âm này, thì nó sẽ nói lên là bạn nam này sẽ và đi làm xa nhà thì cũng sẽ rất là tốt ha, nó sẽ tốt cho công việc và thuận lợi về tiền tài. Nhưng mà bạn còn một cái đường sinh mệnh nữa, nó xuất phát từ ấy, một cái đường định mệnh nữa nó xuất phát từ cái đường sinh mệnh này, cho nên là bạn có thể bạn đi làm xa nhà cũng được, mà bạn đi làm gần cũng được nhé. Rồi thì mình đã vẽ ra cái đường chỉ nhỏ li ti ngang dọc trên bàn tay của bạn nam này mọi người nhé. Đây thì mình bổ sung thêm vài cái về tính cách của bạn nam này. Thứ nhất là mình đây mọi người có thể thấy đây là cái đường nó nối từ cái đường chỉ đạo này, đây mình giới thiệu lại nha, cái đường vòng cung này là cái đường sinh mệnh, còn cái đường màu đen nó đi ngang ra như vậy ha, thì đây là cái đường chỉ đạo, còn cái đường màu đen mà đi vào đây là cái đường tình cảm. Thì ở đây ấy, là mọi người có thể thấy ấy, là có một cái đường màu xanh này nó nối từ cái chỉ đạo này lên cái đường tình cảm vậy, thì cái đường này là nó nói về cái
cái sự cả nể trong cái cuộc sống nhá, trong cái cư xử á. Cho nên á, bạn này phải để ý là thường mình có những người mà có cái sự cả nể trong cuộc sống thì thường hay mang cái thiệt thòi về bản thân mình ha. Và cái đường này nó cũng nói đến là cũng dễ dẫn đến một điều là mình hay để ý cái vào cái việc tình cảm nha. Cho nên là cũng phải cẩn thận về cái điều đó. Rồi ví dụ như trong tình cảm mọi thứ hoặc là trong cư xử với mọi người ấy, mà mình thường mình hay cả nể quá thì mình sẽ phải mang, đa phần là mình phải mang cái thiệt thòi về mình nhiều nha. Rồi bạn nam này thì nói chung á, là cũng có nhiều người thương cảm mến mình nè nha. Rồi ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy lại đây là cái đường màu xanh này, nó đi lên như vậy và có một cái đường như vậy, thì đây là cái đường dấu ít à, thì bạn nam này cũng có cái dấu ít này. Thì về dấu ít ấy, mình đã nói rất là nhiều. Thì nó sẽ nói đến là bạn này sẽ gặp một, trong cuộc sống ấy, sẽ gặp một cái thất bại ha. Thất bại này cũng tương đối là cũng khá khá đó. Cũng khoảng ở mức gần khoảng 6/10 ha. Thì gần 6/10 tức là thế nào, tức là mình sẽ gặp một cái thất bại gì đó nó cũng khá nặng nặng đó. Ví dụ như mình lấy ví dụ cụ thể, nó ở cái tầm thời gian đó mình có tài sản nó khoảng 1 tỷ thì mình có thể mình sẽ mất khoảng 500 đến 600 triệu, một cái thất bại nó là tương đối khá như vậy nha. Đây, và điều này là phải để ý nha. Thì đây là nói chung nó là cái nạn nhân ngang, cái nạn nghiệp nhân quả của mình thôi, gặp sớm thì đỡ nha, cứ gặp sớm trước 40 thì đỡ. Còn nó không không gặp sớm thì ví dụ mình gặp muộn nào khoảng ví dụ như khoảng 50 hoặc nào gần 50 ấy, thì khoảng đó khi mà mình mất một số tiền lớn mình làm lại sẽ rất là mệt cho mình. Thì khi mà tay nó xuất hiện những đường này ấy, là mình sẽ khó mà tránh được lắm nha. Thì cái dấu ít này nó cũng nói đến một điều là một cái sự tin người, tính cách của mình của anh em này ấy, cũng có cái sự thương người tin người nha, có cho nên giúp người nè, cho nên là mình sẽ gặp một số thất bại nó sẽ liên quan, có thể liên quan đến những cái điều đó ha. Hoặc là mình trong trong làm ăn gì đó mình tin tưởng người ta quá cho nên là mình bị thất bại trong đầu tư làm ăn. Hoặc là mình giúp người ta mà bị người ta phản ha. Đó thì những cái điều đó là bạn này cứ để ý cẩn thận thôi. Nói chung là nó cố gặp sớm thì nó đỡ cho mình, chứ tránh thì nó mình gặp muộn nó mệt lắm nha. Thì mình chỉ nói lại về cái điều đó rồi. Thì cái đó là vài cái bổ sung nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái phần công việc và của bạn nam này trong suốt cả cuộc đời của bạn đó nha. Ở đây ấy, là mọi người có thể thấy là cái đường hình mình mày nó xuất phát từ cái bờ thơ âm này, nó đi lên nha. Đó đây nó tẽ lên, đây nó tẽ lên như vậy nữa, tức là bạn này có quý nhân bên ngoài giúp đỡ nữa nha. Và đây ấy, là mọi người có thể thấy là đây thì cái đường mà tất cả đường màu xanh dương này nó chạy lên, và nó chạy lên về cái hướng và cái chân của ngón giữa, thì đó là cái đường định mệnh trong suốt cuộc đời, cái đường công việc á nha, định mệnh công việc trong suốt cuộc đời của họ. Còn đây cái đường màu đỏ này nó xuất phát từ bên trong hệ đâm lên, thì nó chạy lên về cái chân của ngón út, thì đây là cái vận may của bạn nam này trong suốt cuộc đời của bạn đó. Và mọi người có thể thấy là nó xuất phát từ bên trong gò kim tinh, nó đâm lên, thì nó sẽ nói đến một điều đó là rồi. Thì khi mà cái đường vận may này nó xuất phát ở trong cái gò kim tinh này, nó đi lên, thì nó sẽ nói đến là bạn này sẽ có được cái sự giúp đỡ của gia đình mình nhé. Gia đình người thân của mình trong cái công việc cuộc sống của mình nha. Rồi thì sẵn nói luôn thì mình hướng dẫn lại, thì đây mọi người có thể thấy là những cái đường màu vàng này ha, màu vàng này nó hướng lên như vậy, thì đây là những cái thành công của bạn nam này trong cái cuộc đời của bạn đó. Thì những cái đường kiếm tiền của bạn nam này thì hồi nãy mình đã giới thiệu rồi nhé, nên mình chỉ vẽ lại thôi. Đó, những đường kiếm tiền giỏi của bạn nam này. Rồi bây giờ mình sẽ đi, mọi người thấy mấy cái đường màu xanh dương này nè, nó cắt cái đường xanh mệnh này ra, thì đây là những cái nạn mà bạn này sẽ gặp nè trong cái quá khứ của bạn nam này nè. Rồi lúc hồi còn trẻ ha, nó là khoảng gần 10 tuổi rồi ra đến gần 20 là bạn nam này cũng đã gặp những cái nạn và cũng vài cái nạn nè ha. Đó rồi ra ngoài
Thì trên đây thì những cái nạn nó có phần nó nhẹ hơn nè ha, và những thời gian gần đây là cũng có nạn đến nè nha. Đó, rồi cái tương lai ngoài tương lai thì cũng có nha. Nhưng mà đa phần nó, những cái nạn ở tương lai ấy, nó được cái là được gia đình tổ tiên che chở nó khá là nhiều, những cái đường âm đức của bạn nam này ha, đó nó cản đi những cái đường này, nó không có cách ra ngoài cái đường sinh mạch, thì đó là một phần đỡ. Hoặc có thể là do bạn nam này chụp cái hình nó chưa có được được cái độ sắc nét lắm nha. Rồi thì mình sẽ tiếp tục mình phân tích. Bây giờ mình sẽ phân tích vào cái đường định mệnh công việc của bạn nam này trong cuộc đời của bạn đó. Thì từ lúc 20 tuổi đổ ra cho đến nay là năm 30, năm nay là 38 tuổi, thì trong khoảng thời gian này là bạn nam này có những khó khăn nó đến ở những cái năm là năm 21 là 23, 25, 26, 27 nha. Rồi 29, 31, 32, 33. 31, 32, 34 ha, 34 nè. Rồi cả 30, 34, 36. Đó, rồi cả năm 37 vừa rồi là thấy cũng có ha. Nhưng mà trong khoảng thời gian 1 2 năm gần đây á, thì mình thấy là này cũng có thành công gì đó, nó cũng nhỏ nhỏ ha. Hoặc là những năm khoảng năm xích sát 29 30 là cũng có thành công nó đến gì đó. Rồi thì trong cái quá những cái giai đoạn từ 20 đến nay, thì ở những khoảng năm là năm 20 gần năm 26 27 nè ha, rồi 28, là những khoảng thời gian đó là bạn nam này có những cái sự thay đổi ở trong cái công việc của mình, và tiếp tục ra ngoài là 31 32 nè ha, 31 32 nè, rồi gần đây là thấy khoảng từ năm 34 nè, do đến gần đây thậm chí cả 36 37 nha, là bạn nam này đang có những cái sự thay đổi gì đó ở trong cái công việc chính của mình nha. Và cả những cái công việc nó đưa đến cho bạn nguồn thu bên ngoài nữa, tại bạn nam này á, là gần 30 độ ra là bạn nam này có những nguồn thu nhập nó đến từ công việc chính, và những còn đến từ những thu nhập nó đến từ cái công việc phụ bên ngoài nha. Thì mình đã hướng dẫn rất là nhiều ha, cái nguồn thu nhập phụ là ví dụ như mình đang làm một công việc gì đó, mình đi làm công ty là mình có những cái nguồn thu nó từng bánh lưới từ cái công việc đó riêng. À, hoặc là những cái nguồn thu gì đó ở cái ở nhà của mình, ví dụ như nhà mình có kinh doanh buôn bán, hoặc là có nhà nghỉ khách sạn hoặc là gì đó ha, hoặc là mình đang làm công ty mình kinh doanh online, mình có nguồn thu nhập thêm, thì đó gọi là nguồn thu nhập phụ. Thì bạn nam này cũng có cái nguồn thu nhập như vậy ha. Đó, và cái công việc của bạn nó thời gian gần đây và có thể là cả năm nay năm tới bạn này sẽ tiếp tục có những sự thay đổi trong đầu tư công việc của mình. Okay. Có thể nó đến là cả luôn cả trong việc chính công việc chính nữa đó, thì bạn nam này cũng phải để ý cái vấn đề này. Rồi mình để là trong những khoảng thời gian từ 20 đến nay thì bạn này sẽ có khó khăn nó đến nhiều ở khoảng những năm là 23 nè, 23, 25, 26, 27 nè, rồi gần 29 nè, rồi 31, 31, 32, 34, gần 35 á, rồi 36 nè, năm 37 thì rồi thì cũng có khó khăn. Nhưng mà bạn năm nay là 38, là bạn mới vừa bước qua ba cái năm tam tai của bạn đó, tuổi tuổi Sửu thì mới vừa bước qua ba năm tam tai, cho nên là mọi thứ nó sẽ bắt đầu nó có phần nhẹ nhàng cho bạn ha. Nhưng mà bạn cũng cũng cẩn thận để ý. Tại vì rồi cái phần này tiếp tục mình về công việc mình nói tới năm nay là 38 đó nha, để rồi mình sẽ quay vào mình nói về cái vận may và công danh của bạn năm nay cho mọi người, và các bạn năm nay cũng sẽ không bị rối nha. Nói xong thì mình sẽ tiếp tục mình quay lại cái hiện tại cho đến tương lai của bạn năm này về sau. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại mình nói về cái vấn đề về cái đường vận may của bạn nam này. Thì từ lúc mà 20 tuổi đổ ra mà biết đi kiếm tiền á, là bạn nam này cũng gặp cái vận may của nó đến của mình cũng khá là nhiều, khá là tốt trong cái cuộc sống nha. Mọi người có thể thấy là cái đường vận may nó đi khá là ổn định nha, thẳng dài. Ở đây có thay đổi ở đây nha, đây cũng đã thay đổi ha. Thì đây là những đường đi lên tiếp tục ở cái tương lai xa. Thì mọi người có thể đây là cái giai đoạn này nè, nó đi cái đoạn này, giai đoạn này nó đi ít được nhưng mà nó dài, thì nó nói đến là cái vận may của bạn nam này nó đến khá là tốt từ khi mới biết ra kiếm tiền. Rồi tiếp đến thì ở những cái giai đoạn đó mà ví dụ như là gần 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 30 ha, đó đó, tức là khoảng năm 28 á, gần 27 28 nè, rồi 30 31 32 nè, rồi 35 36
Rồi sau tiếp tiếp đến sẽ là 39 ha. 39 gần 40 thì đây là những giai đoạn mà bạn này là cái vận may của bạn nam này nó sẽ có cái sự thay đổi. Thì những sự thay đổi này nó là những cái khi mà nó đứt quãng nó gãy nha. Đứt quãng nó gãy và nó mọc ra đường mới thì đó là những thời điểm nó sẽ thay đổi. Thì khi cái thời gian nó mới bắt đầu nó thay đổi thì sẽ tạo ra những cái sự khó khăn ở trong cái những cái giai đoạn đó cho bạn nam này nha. Và bước ra ngoài 40 trở đi á, năm 41, 42 rồi từ năm 43 trở đi nữa thì cái vận may của bạn nam này nó sẽ tốt hơn và nó tốt khoảng tầm 54, 55 tuổi. Thì hiện tại nay thì cái vận may của bạn nam này nó báo là cái những cái tốt đó đến đến tầm khoảng thời gian đó nó còn chưa báo xa, cho nên là mình thấy được những gì thì mình sẽ nói về đến cái thời điểm như vậy. Tại vì tương lai thì chỉ tay nó còn có sự thay đổi theo cái nhân quả của mình nữa nhé. Đó. Thì sau này cứ năm hai năm bạn này xem, bạn nam xem lại thì những diễn biến của tay nó thay đổi tốt xấu như thế nào thêm thì mình sẽ lại báo cho bạn nó tiếp. Thì nay thì cái đường vận may của bạn này nó đang báo hiệu là một sự nó đang ở giai đoạn như vậy nha. Rồi mình bây giờ mình sẽ qua cái đường công danh. Thì mọi người đây nhìn cái đường màu vàng này, khi mình đang chạy lên và nó hướng vào, nó chạy lên nó hướng vào cái chân của ngón áp út thì đó là cái đường vừa công danh của người đó trong cái cuộc đời của họ. Thì có thể thấy là đường công danh của bạn nam này nó xuất hiện nó đến là cũng khá là sớm, ở giai đoạn là gần 30, đó là khoảng xích sát 30 là cái công danh của bạn này nó đã xuất hiện, nó đi lên nha. Và nói chung là nó xuất hiện cho đến thời điểm này là 38 tuổi nha. Thì nó có một cái sự thay đổi là ở khoảng từ năm 35, 36 là nó bắt đầu nó có sự thay đổi và nó xuất hiện theo một cái đường mới nha. Đó. Thì nói chung là cái công danh của bạn này á, là khi mà gần 30 nó xuất hiện và nó chạy, nó phát triển là cũng khá là tốt đấy nha. Mới giai đoạn gần đây là nó đang có sự thay đổi, quá khứ gần đây ha, đang có sự thay đổi và nó sẽ thay đổi ở tiếp ở trong cái tương lai là khoảng từ năm 40 trở đi thì nó sẽ lại có một sự thay đổi nữa nha. Và cái đường công danh này nó đi lên như vậy và nó chạy lên như vậy. Hiện tại nay là nó chưa có đường, nó chạy thẳng vào cái tâm giữa của cái ngón áp út này, nhưng mà nó đang chạy lên, nó phát triển vô như vậy. Thì nó đây thì nó cũng báo hiệu là một cái sự phát triển tốt ở trong công danh người đó, nhưng mà nó chưa báo hiệu là một sự một cái đẹp nhất ở trong đường công danh. Nó một đường đẹp nhất là nó phải xuất hiện thêm một đường nữa từ cũng từ đây ha. Đó, chạy thẳng vào cái tâm giữa này. Rồi mình vẽ một cái đường ví dụ đây, ví dụ như đó, nó chạy vô cái tâm giữa như vậy thì lúc đó nó sẽ là cực là đẹp, nó sẽ báo hiệu về công danh phát triển rực rỡ cho người đó nha. Còn hiện tại nay là nó là một cái đường màu vàng ở đây, nó cong lên đây và nó đang tìm đường để đi vào thôi nha. Thì nó cũng báo hiệu là một sự, nó sẽ có cái sự thành công nha, nhưng mà nó chưa phải là rực rỡ ở thời điểm hiện tại. Và ở đây thì mọi người có thể thấy là bạn nam này có con đường, đây là cái đường màu đen này, nó chạy ra như vậy ha. Và mình đây hình như mình vẽ còn thiếu ấy, là nó cũng sẽ có một cái đường ở đây này ha. Đó là nó cũng nói đến là bạn nam này rất là khoảng trong vòng ít nhất là phải 4 năm nay, lên 4 năm gần đây ấy, là bạn nam này cũng chi tiêu tiền cũng khá là nhiều đấy nha. Nếu mà bạn có kiếm tiền tốt thì việc chi tiêu tiền nó sẽ đến khá là nhiều. Tại bạn nam này ấy, là còn có một khoảng trống, cái đường cái khe trống ở đây nó khá là nhiều nè, nó khá là lớn, cho nên bạn nam này phải để ý nha, tiền bạc của mình nó có sự tiêu hao. Rồi thì công danh của bạn này từ khoảng từ năm 41 trở đi nó sẽ cực là tốt, cho đến khoảng xích sát là khoảng năm 48 thì nó sẽ có sự thay đổi và nó cũng sẽ phát triển tốt ha, nhưng mà nó chưa có xuất hiện ra một đường đẹp như là hồi nãy thôi, nhưng mà nó sẽ công danh nó sẽ phát triển cho đến tầm năm 58 tuổi của bạn nam này. Thì sau này nó sẽ xuất hiện gì thêm thì mình sẽ lại báo ha. Đó. Rồi nhưng mà được cái thì mọi người thấy ở giai đoạn này là lên hai đường y như là đường song đôi đây nha, cho nên cái giai đoạn 41 cho đến 48 bạn này cũng sẽ phát triển khá là tốt đó. Rồi thì đó là cái công danh của bạn nam này trong cái cuộc đời của mình so với bạn cái chị tay hiện tại này ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái đường công việc của bạn nam này ở cái giai đoạn hiện tại này là 38. Hồi nãy mình đã nói tới 38 ha, thì bây giờ mình sẽ nói đến tiếp tục là từ năm 39 trở đi. Thì bạn nam này cũng để ý cẩn thận là ở khoảng những năm
Năm nay và năm tới bạn này cũng có khó khăn trên bàn tay nó có thể hiện nha. Thì mình đã hướng dẫn cho mọi người rất là nhiều trước đây ha. Những cái đường cắt này hồi nãy mình quên vẽ vô nè ha, những cái đường cắt là trên những cái đường định mệnh công việc như vậy nè. Đó là những cái thời điểm mà công việc của mình nó có khó khăn tương xứng gì đó ha. Đó. Hồi nãy mình quên vẽ vào những đường đó. Đó thì năm 39 40 ha, 38 39 là bạn này cũng có khó khăn đó, cho nên cũng phải cẩn thận ha. Nhưng mà được cái là ở năm 40 xuất sắc, khoảng năm 42 thì bạn này sẽ có một thành công nó đến khá là lớn này nha. Đây là cái thành công nó sẽ đến khá là lớn với bạn nam này, và có thể tiếp tục là năm 43 cũng sẽ có một cái thành công nhỏ nhỏ nó đến nữa ha. Và ở năm 48 52 thì mình đây là mình đang nói đến những cái thành công những cái đường này ha. 48 52 và 55 là bạn nam này sẽ tiếp tục có những thành phần và thành công nữa nó đến ha. Và thành công nó cũng khá tốt đấy. Rồi thì ngoài ra là khoảng từ nay cho đến năm 42 á, là khả năng là bạn nam này sẽ có thêm nhà cửa nha. Có thêm nhà cửa và ở khoảng trong thời gian mà từ 48 cho đến 55 là bạn này sẽ có lại có thêm nhà cửa nữa nha. Rồi về công việc mình sẽ nói tiếp từ năm 41 trở đi nha. Thì công việc bạn nam này tức là năm 42 nè, 42 43 là bạn nam này cẩn thận là để ý nha, công việc của mình sẽ có cái sự thay đổi gì, đầu tư gì đó trong cái khoảng thời gian đó nữa nha, tiếp tục có khoảng thời gian nó thay đổi gì đó ở trong khoảng thời gian đó. Nhưng mà công việc của bạn này thì ra ngoài đó thời gian đó thì nó cũng sẽ phát triển tốt nha. Đây đường màu xanh này, đây là một cái đường đường nhỏ và đây là một cái đường dài đi lên nha. Đó thì nó sẽ phát triển của nó cũng rất là tốt ha. Cái hai bạn này là cũng đang có một cái đường tiền nó chạy vào, nó bên bàn tay này thì nó cũng có thể thấy một là công việc của nó vẫn chưa có xuất hiện được cái đường nó chạy vào cái tâm giữa ha, mà nó đang chạy vào những cái đường mà bên cạnh thôi, gần nó đang chạy gần vào tâm thôi nha, nó chưa vào cái tâm giữa, tức là cái đường này là đường gần tâm nè, nhưng mà nó đang bị đứt, nó chưa có tiếp nối hết vô nha, thì thời gian nó có thể nó sẽ thay đổi tốt nữa. Và đây thì mọi người có thể thấy đây nè, đây là có một cái ô vuông đây, thì nó sẽ nói đến nếu bạn này có làm kinh doanh buôn bán gì đó thì bạn này sẽ có cơ sở xí nghiệp công ty, hoặc là sẽ có thêm đất đai gì đó ở cái trong khoảng thời gian này nhé. Khả năng thì đây nó cũng sẽ nói đến là cái phần nhà cửa mình nói đến là khoảng tương lai xa của anh em này hồi nãy nha. Rồi nhưng mà anh em này vẫn phải để ý nhé, tức là ở khoảng như năm 43 nè ha, rồi 47 nè, 47 48 nè ha, 47 48 49 nè, 51 nè nha, 53 55 thì trong khoảng thân những thời gian này là sẽ có những khó khăn đến ha, tại vì có những đường cắt mà nãy mình quên vẽ vào thôi, nhưng mà có mình để ý nè, nó đường cắt ngang một cách dài mình chạy đi ra kẻ nè, thì có thể cái đầu tư gì đó của mình trong cái khoảng thời gian tương xứng ấy, nó sẽ có sự thất thoát, có thể hao hụt gì đó nhé. Đó, có cái đường đầu tư kinh doanh này nó chạy ra ngoài nè nha. Rồi để khoảng tầm năm 48 này đó nè, 47 hoặc 47 49 gì đó. Còn năm 48 thì bạn nam này sẽ có thành công hồi nãy như mình nói rồi. Rồi thì công việc của bạn nam này, những cái đường công việc của bạn nam này nói chung là nó cũng phát triển tốt, nhưng mà nó chưa có được đẹp lắm trên cái bàn tay của bạn nam này thôi nha. Rồi thì cái đường tiền của bạn nam này nó vẫn sẽ đi vào đến tận là năm 59 tuổi nha. Thì hiện tại này nó có một cái đường tiền nó đi vào sát 59 tuổi nha. Còn những đường tiền khác thì nó hai cái thu nhập thì nó sẽ đi cực tốt đến khoảng tầm 56 tuổi nha. Thì đây là cái công việc của bạn nam này trong cái quá trình cuộc đời và những cái thành công như mình đã nói phân tích nãy nay ha. Rồi đây thì bạn nam này để ý ở đây là dưới cổ tay của bạn nam này có một cái tam giác nó chồng lên như vậy ha, thì nó sẽ báo hiệu về cái tài sản trong cái tương lai của bạn nam này nó cũng khá là tốt nha. Hoặc là bạn có thể bạn làm về kinh doanh về ví dụ như kinh doanh về đất đai thì nó cũng sẽ tốt về cái vấn đề đó. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái vấn đề tài sản của bạn nam này. Ở đây thì mọi người có thể thấy đây là cái tam giác nó chồng lên như vậy. Thì nó nói đến cái nhà cửa bạn nam này ha, nó cũng là khá là tốt đó ha. Và ở cái tương lai xa
đây như đây là cái tham gia cái ngôi vuông này thì nó là cơ sở kinh doanh xí nghiệp hoặc là nhà thêm nhà của bạn ha. Và tiếp tục tương lai nữa, đây là mọi người có thể thấy đây là có một cái hình cái nhật to ở đây, thì nếu đây là nhà thì cũng là nhà lớn ha, còn nếu mà là đất thì sẽ là đất lớn nha. Rồi ở dưới lòng bàn tay của bạn á, thì nó cũng xuất hiện ô vuông thổ nha, khá là tốt đó. Mọi người có thể nhìn nó vàng nè, đường cắt đó là ô vuông thổ, thì nó sẽ báo hiệu về một cái đất đai gì đó ha. Nó cũng sẽ khá là tốt cho bạn năm này, tức là về nhà cửa ít nhất thằng bạn năm này cũng phải sẽ có từ 2 căn nhà, và đất thì cũng sẽ phải có từ 1-2 phần trở ra. Vì về trên dấu hiệu của bàn tay của bạn năm này ha, thì bên gia đình bên vợ là cũng có đất cũng khá là tốt đó ha, có đất tài sản đó. Rồi thì mình chốt lại về bàn tay của bạn nam đang sinh sống ở Thái Nguyên, năm nay là 38 tuổi âm. Thì chốt lại những cái việc mình đã phân tích về bạn nam này quá trình nãy giờ, thì có thể thấy là ở trong tương lai thì bạn nam này sẽ có những thành công đến khá là tốt. Có vài thành công lớn nó đến á, ít nhất là phải từ 2-3 thành công lớn nữa nó sẽ đến, và vài thành công nhỏ. Một điều đặc biệt nữa là mà về ngón út của bạn hồi nãy mình phân tích ha, nó có chiều dài nó vượt chuẩn, tức là bạn nam này sẽ đạt được vượt cái mơ ước của mình về cái tài sản trong cái đời của mình. Bạn ôm nếu mà bạn mơ ước 10 thì nó sẽ vượt, nó phải từ 11, tức là cũng bạn sẽ cũng ở mức giàu có đó. Rồi mình sẽ có vài tư vấn riêng cho bạn nói thêm trong cái phần mà trao đổi thêm như bạn đó. Vì cứ mỗi khi mình đây là mình phân tích trực tiếp nha, mọi người khi tìm đến mình thì chỉ gửi hình ảnh tay và năm sinh thôi, mình tự phân tích, và sau khi mình phân tích mọi thứ xong thì mình sẽ có sự trao đổi riêng với khách, và thường những trao đổi đó là mình sẽ review lại ở mỗi phần review 5 phút đầu ở mỗi cái video clip sau đó, thì mọi người sẽ biết được cái điều đó ở video clip sau. Rồi mình xin cảm ơn đến mọi người, anh chị, cô chú trên toàn quốc và mọi người đang sống định cư làm việc ở nước ngoài, những người luôn ủng hộ mình từ trước đến nay, cũng những cách xem mà chỉ tay khoa học của mình. Thì mọi người chia sẻ những video clip hướng dẫn về lý thuyết, rồi những video clip hướng dẫn về thực hành đến những ai yêu thích về chỉ tay nhân tướng. Thì qua những hướng dẫn của mình thì những ai kiên trì theo dõi thì mọi người có thể phân tích được những cái vấn đề cơ bản quanh cái chỉ thị nhân tướng của mọi người. Còn ai muốn liên hệ để xem và phân tích chi tiết cả cuộc đời giống như vậy thì mọi người cứ liên hệ là số 0908 515792, thì số đó có Zalo, Messenger và Face, thì liên hệ mình thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Rồi mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở video clip sau. Mình xin cảm ơn và chào mọi người.